massage killer and it's come outside from just for the in Hanoi. My hobby is in game spilling and guiding. Hello, zusammen. Mein Name ist Dina. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Heidelberg. Hallo, mein Name ist Tai. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Hanoi. Mein Hobby ist Film anschauen. Hallo zusammen, mein Name ist Nguyen. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Hanoi. Mein Hobby ist Kochen. Ban đầu thì em cũng không biết đến lúc này như thế nào, nhưng mà sau qua tìm hiểu cũng qua như là trung tâm Evogo tư vấn rất là nhiệt tình thì em có biết đến nước Đức. Nước Đức được biết đến với như là nơi công nghệ nhất của ô tô, kèm theo đó là văn hóa của nước Đức rất là đặc sắc và thú vị. Chính vì vậy em muốn học theo tiếng Đức để mình có thể hiểu biết rõ hơn về nước Đức. Em chọn học tiếng Đức nhưng mà bởi vì em biết được nước Đức là một nước miễn học phí và là một nước phát triển về rất phát triển về ngành giáo dục, nên là em đã quyết định theo học tiếng Đức để được học tập và phát triển. Thì sau khi tốt nghiệp thì em thấy là Việt Nam có nhiều rất là nhiều điều dưỡng ra trường, nên là em nghĩ là sẽ khó xin việc Việt Nam. Mà qua tìm hiểu thì em biết là Đức đang rất là thiếu điều dưỡng mà Đức lại miễn phí học phí, thế nên em quyết định chọn đi Đức ạ. Và em muốn đi du lịch khắp châu Âu. Em muốn trong thời gian rảnh rỗi sẽ được đi du lịch các nước quanh khu vực Đức và cũng như là các nước châu Âu. Quá trình ôn thi bên ngoài của em thì ban đầu cũng hơi là gian nan, tại vì em là một thành viên học kém trong lớp, nhưng mà qua quá trình học tập được sự trợ giúp của cô giáo cũng như các thành viên trong lớp thì em dần dần lấy lại tự tin và quyết tâm thi đỗ B1. Sau một thời gian ôn luyện thì cuối cùng em cũng đã thi đỗ B1. Thực ra thì tiếng Đức của em không, em cảm thấy là em không được tốt bằng các bạn ở trong lớp, nhưng mà em cảm thấy em rất chăm chỉ, nên là em vừa kết hợp giữa các bài học ở trên lớp và về nhà em cũng xem các video rồi nghe nhạc nhiều nhạc tiếng Đức, nên là em sau một thời gian ôn luyện các thứ thì em cũng đã đạt được B1. Ngoài những giờ học ở trên lớp thì sau khi về nhà thì em có quay video hoặc là làm bài tập, sau đó nhờ cô giáo chữa, và thỉnh thoảng em có xem một bài phim tiếng Đức. Ngoài những giờ học ở trên lớp thì ở nhà em cũng có tìm hiểu và học ở trên internet. Ngoài ra thì em cũng có xem phim và nghe một số bài hát của Đức ạ. Em thật sự rất là vui mừng. Sau bao nhiêu ngày nỗ lực rèn luyện thì cuối cùng em cũng đã thi đỗ B1. Con đường từ nơi đất Đức của em được gần hơn một bước. Sau khi đỗ B1 thì em đang chuẩn bị làm hồ sơ để cho chuyến bay sang Đức sắp tới. Em cảm thấy rất là vui ạ. Em rất vui và bất ngờ khi em đỗ được B1. Tiếng Đức là một ngôn ngữ khó. Có thể các bạn trong thời gian học có thể cảm thấy chán nản, hoặc có thể các bạn cảm thấy không được hiểu, ăn hiểu như mong muốn. Nhưng các bạn đừng bỏ cuộc, nước Đức luôn luôn rộng mở chào đón các bạn. Học tiếng Đức thì các bạn rất cần sự quyết tâm và nỗ lực, nên là các bạn cố gắng. Ban đầu khi học tiếng Đức thì có thể là sẽ cảm thấy rất khó, nhưng mà các bạn hãy cố lên để có thể được sang Đức và thực hiện ước mơ. Tiếng Đức rất là khó nhưng không có gì là không thể làm được. Các bạn hãy cố gắng lên và mình làm được thì các bạn cũng có thể làm được. See auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.